Sau khi rửa mặt xong thì bây giờ bình thường đây là bước chăm sóc da ngày của mình. Mình rửa mặt thì mình dùng với Senka của Nhật. Sau đó thì mình dùng đến toner. Toner thì bạn dùng xong, mình dùng xong thì mình sẽ dùng với tinh chất của Hàn Quốc để cho bổ sung kiểu chất ẩm với cả cho làm đẹp da với sáng da với làm kiểu để chống cả mụn ẩn nữa. Thi thoảng thì mình cũng có đắp mặt nạ, thì mình cũng có mua mặt nạ của một số hãng Việt Nam có, mà của gì nhỉ, của nước ngoài cũng có. Ví dụ bạn nào mà bị mụn đi, mình bị một cái mụn này thì mình, bạn có thể dùng cái hàng của Pháp này chấm một vài mụn lên trên mặt này. Hàng ngày thì sau đó thì bạn dùng xong thì có thể bôi cái kem kiểu kem nót hoặc kem lên dưỡng ẩm cho da ấy. Thì nếu mà chỉ dùng đơn giản hàng ngày thì mình có thể dùng cái của kiểu Shiseido này thì để cho da mặt chỉ sáng lên một chút nhẹ thôi. Còn nếu như mà muốn make up kỹ hơn thì bạn có thể dùng BB cũng được, hoặc là dùng CC của bên The Face Shop này. Ok, đánh lên da mặt rất là mịn màng và xinh xắn. Đấy là các bước để đi ra ngoài. Đúng rồi, ngoài ra thì nếu không thì thường nếu mà không trang điểm dấu thì mình có thể dùng kem chống nắng này thôi là ok. Kem chống nắng không thì cũng được. Với trang điểm thì với cá má mà bạn đánh thì bạn có thể dùng thêm cái phấn má để cho nó hồng ra mặt lên một tí này. Ngoài ra thì có cả dưỡng, mình có cả dưỡng ẩm của cái thằng này là để chống nhăn. Còn bình thường thì hay dùng cái kem body, thì mình có nhiều kem body lắm. Thì cái này có thể dùng cho cả tay, ví dụ nó kiểu hơi nó lỏng thì nó nhẹ hơn tí. Còn cái loại mà kem body mà dùng đặc ấy thì dùng cái những cái loại hàng của nước ngoài này, cái này là của Ý thì nó rất là đặc, dùng mềm và rất là thích. Tất nhiên là mình cũng phải dùng ngăn nắp nữa để kiểu cũng để khử mùi một tí thôi. Còn vẫn cả dùng cả phấn rôm hoặc là nước hoa để cho cái da mặt nó không bị